Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì hội nghị tham vấn ý kiến về đề án phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Công Thương tổ chức. Đề án do Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải làm đơn vị tư vấn, hiện đã hoàn thành phần dự thảo và lĩnh hội nhiều ý kiến tham vấn trước đó. Tại dự thảo đề án phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị tư vấn khẳng định đây là một ngành có nhiều tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế và lan tỏa tăng trưởng cộng hưởng cho những ngành nghề kinh tế khác. Đánh giá các lợi thế tại Đà Nẵng, đơn vị tư vấn đã đưa ra nhiều cơ hội để Đà Nẵng phát triển có hiệu quả lĩnh vực này. Điểm mạnh của thành phố là điểm đến của du lịch biển, cảng biển và định hướng phát triển thành phố trong tương lai theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, cũng xem kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế của địa phương, là trọng điểm thúc đẩy kinh tế của cả khu vực. Một trong những lợi thế nữa là hiện dư địa diện tích mặt nước tại thành phố vẫn còn nhiều, nhất là các vịnh. Đây là điều kiện tự nhiên sẵn có rất phù hợp để thành phố thúc đẩy ngành công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao. Trên cơ sở lợi thế sẵn có và hình thành trong tương lai, đơn vị tư vấn đưa ra 39 vị trí có thể hình thành bến, cụm du thuyền, cũng như lộ trình thực hiện, đánh giá tác động cộng hưởng đến các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ tại Đà Nẵng. Sau khi nghe tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành quy hoạch giao thông vận tải và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn yêu cầu Sở Công Thương, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham vấn để hoàn chỉnh đề án. Thành phố sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của các chuyên gia quốc tế để hoàn thiện đưa đề án trở thành tài liệu cho mục tiêu phát triển ngành công nghiệp du thuyền cũng như tài liệu xúc tiến đầu tư tại thành phố trong tương lai. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam tổ chức kiểm tra rà soát ngay công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, từ cấp cục đến địa phương, thực hiện ngay các biện pháp xử lý, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động của phương tiện thủy, tuyến bờ, ra đảo, như quản lý cấp phép phương tiện rời cảng, bến, điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, phương tiện, thuyền viên, bao gồm cả thiết bị AIS, thiết bị nhận dạng phương tiện, áo phao, các quy định về an toàn và thông tin cảnh báo điều kiện thời tiết, tham mưu đề xuất bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực này.